Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác. Chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Quả thật, ông Jonah đã làm một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy." Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng. Mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Hôm nay thứ tư, tuần thứ nhất mùa chay, ngày 24 tháng 2 năm 2021. Ngôn sứ Jonah dù ngoan cố và cứng lòng trước lệnh truyền của Thiên Chúa, nhưng sau biến cố bị con cá lớn nuốt 3 ngày rồi nhả ra, ông đã vâng phục Chúa, đi nói lời Chúa cho dân thành Ninive. Và dân thành Ninive dù tội lỗi nhưng đã thống hối, thay đổi đời sống trước lời cảnh báo của Jonah, đã làm Thiên Chúa đổi ý mà tha thứ cho họ. Vì Thiên Chúa chỉ muốn cứu sống người ta, chứ không muốn trừng phạt. Đức Giêsu lại khác, người luôn gặp sự cứng lòng, cứng tin hay hạch sách chống đối của người Do Thái. Cho nên người gọi họ là thế hệ gian ác. Gian ác bởi vì họ không biết phục thiện, ngoan cố không chịu sám hối, lì lợm trên con đường tội lỗi, làm cho ân huệ của Chúa ra vô ích, và còn hay thử thách Đức Giêsu qua việc đòi dấu lạ để chứng thực về tư cách Mêsia và sứ mạng thiên sai, dù không ít người trong số họ đã thấy nhiều phép lạ của Chúa Giêsu. Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ, nhưng không phải để biểu diễn, để phô trương, để mê hoặc người ta, hay để quy về mình vinh hoa phú quý và nhắm đến việc khai mở nước Thiên Chúa và ban ơn cứu rỗi cho con người. Sự thách đố của người Do Thái giống như cơn cám dỗ của ma quỷ lúc trước: "Nếu ông là con Thiên Chúa, hãy truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi." Matthew chương 4 câu 3. Đức Giêsu cương quyết không làm theo lời ma quỷ, nên bây giờ người cũng dứt khoát từ chối. Họ sẽ không được ban một dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Dấu lạ ông Jonah mà Đức Giêsu nhắc tới vừa gợi lại việc dân thành Ninive đã mau mắn đón nhận lời giảng của Jonah và sám hối chân thành. Còn thế hệ đương thời với người thì luôn cạnh khóe để từ khước, vừa ngầm cho biết dấu lạ cả thể sẽ được ban cho họ là việc chính người sẽ phải chịu chết, chịu chôn trong mồ 3 ngày và sau đó người sẽ sống lại, đem ơn tha tội cho những ai có lòng sám hối. Đức Giêsu còn ví chuyện nữ hoàng phương Nam từ phương xa đến nghe những lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây còn hơn Salomon nữa. Vì thế trong ngày phán xét, chính nữ hoàng phương Nam và dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà các giá trị đạo đức bị đảo lộn, tôn giáo bị kềm kẹp. Những kẻ cầm quyền không ngại bộc lộ bản chất gian dối, xảo trá và thâm độc. Điều này tác động rất lớn đến đời sống xã hội. Người ta dần dần vứt bỏ những chuẩn mực đạo đức, làm ăn bất chính, vì thấy những kẻ xấu xa, gian tà lại mau thành công và thành đạt hơn những người thật thà liêm chính. Phải chăng Thiên Chúa không còn hiện diện, không còn quyền năng, bất lực trước sức mạnh gian ác của con người? Phải chăng xã hội không còn những ngôn sứ dùng lời Chúa để cảnh báo họ, hoặc binh vực những người công chính?
Hôm nay có thể tôi cũng vội quên những kỳ công vĩ đại của Chúa đã làm. Vẫn muốn Chúa dùng quyền năng vô địch dọn dẹp mọi sự và sắp xếp lại trật tự trong xã hội và trên thế giới. Chí ít là muốn người làm một dấu lạ từ trời cao để trừng phạt những kẻ gian ác, giải thoát người lương thiện, làm cho danh người được hiển vinh, mà không thấy người vẫn dùng quyền năng để nâng đỡ những người đang đau khổ, cứu thoát những người bị quỷ dữ thống trị, uốn nắn lòng dạ con người. Hôm nay tôi có vững tin vào Đức Giêsu, đấng còn hơn cả Jonah, hơn cả vua Salomon, để mau mắn quy phục lời Chúa, sám hối mọi tội lỗi, trở lại cùng người mà được ơn tha thứ và cứu thoát, để vững tin rằng những gì người đã khởi sự, người cũng sẽ đưa đến chỗ hoàn tất. Hôm nay hay là tôi vẫn thuộc vào số những người cứng lòng tin trong thế hệ gian ác này. Đức Giêsu chính là dấu lạ cho con người mọi thời đại. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Amen.